Tại đền thờ các vua Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, đến mùa lễ hội, ngoài các nghi lễ linh thiêng thì có nhiều trò vui như chọi gà, đấu võ, thi thả diều, rước kiệu. Nhưng đặc biệt nhất trong lễ hội vẫn là phần thi cỗ cá, một tục lệ lạ hiếm thấy ở các địa phương khác trong cả nước. Cá được chế biến kỳ công để ngay khi bày lên mâm cỗ vẫn giữ được hình dáng và tư thế đang bơi, một cách làm độc đáo được truyền đời 700 năm qua. Muốn tìm ra nguồn gốc của tục lệ này, tôi đã được giới thiệu tới gặp ông Khang, một trong những người đang nối tiếp người xưa thực hiện mâm cỗ cá. Lúc này là chiều 13 tháng Giêng, trước lễ hội đền Trần một ngày, các thôn trong làng đều chuẩn bị cá làm cỗ. Cá này đã được nuôi từ đầu năm trước, hầu hết đều là các loại như cá chấm, cá chép, cá mè. Ông Khang bảo tôi, những con cá làm cỗ được lựa chọn cẩn thận. Khi bắt lên, phải bọc riêng từng con. Cá làm cỗ dâng vua thì không được chật vẩy, gãy vây, gãy đuôi và nặng ít nhất từ 3,5 kg trở lên. Các cụ xưa kia thì không cần cân mà chỉ cần đo cá bằng 3 vổ. Mỗi vổ bằng chiều ngang của hai bàn tay khép lại. Làm cỗ cá vốn nhiều công và ở mỗi thôn làng, vùng đất cổ xưa này đều có những bí truyền riêng. Chẳng ai ghi chép lại thành công thức mà chỉ truyền lại qua cách làm mà thôi. Ông Khang nhanh tay mổ cá rồi dùng muối riềng giã nhỏ để khử mùi tanh. Sau khi lau khô thì một khâu quan trọng sẽ được tiến hành, đó là tạo hình lại cho cá. Có nhiều loại lá được lựa chọn để nhồi lại vào bụng, tạo độ căng tròn như khi cá còn chưa mổ. Nơi thì chọn lá riềng, lá ổi hay rau thơm. Còn với ông Khang thì chọn thêm một loại lá khô để cá không bị óp. Ông vừa làm vừa nói với chúng tôi, cô quay thì quay chứ đừng đưa lên nhé. Đó cũng là bí truyền riêng của thôn Tam Đường khi làm cỗ cá và tôi đã giữ lời hứa của mình. Lúc này ông Khang lôi ra một bộ đồ nghề làm cá khác, đó là bộ kim khâu. Từng mũi khâu làm cho bụng cá như liền lại, giấu đi vết tích đã bị mổ. Đó chính là cái tài của người làm cỗ cá ở đền Trần này. Và nếu như không xem những công đoạn vừa rồi, thì tôi cũng không thể giải đáp được câu trả lời vì sao cá đã chế biến mà vẫn giữ nguyên hình dáng như hình dạng ban đầu. Nhưng chưa hết, cá trên mâm cỗ ở đất Thái Đường này thì cá vẫn tựa thế đang bơi. Thế nên khâu tạo thế cho cá mà tôi tiếp tục được tìm hiểu mới thấy sự sáng tạo của người xưa. Cá được đặt lên khung và dùng những phụ liệu khác để nẹp vây, uốn mình một cách tự nhiên nhất. Cách làm này, ông Khang đã học lại được từ các cụ và rồi ông lại truyền cho những người trẻ tuổi đang cùng ông làm cỗ cá hôm nay. Mất khá nhiều thời gian, cá mới bắt đầu được làm xong một phần việc. Lúc này tôi mới có thể trò chuyện cùng với ông Khang và ông Vũ, một người đã cùng ông làm cỗ cá nhiều năm nay. Vậy là nguồn gốc của tục lệ lạ thi cỗ cá ở đền Trần Thái Bình được tổ chức để mọi người nhớ tới Thủ Hàn Vi, tổ tiên nhà Trần sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Cũng chính vì sự gắn bó với sông nước nên các vị tổ tiên nhà Trần thường được ghép tên mình với tên một loại cá. Cứ thế hơn 700 năm qua, các đời con cháu của vùng đất này đã có cách làm cỗ cá đặc biệt nhất trời Nam. Khi mình làm cá, mình không để mất vây.
và không để mất vảy, và ép vây theo tạo hình con cá đang bơi. Đấy, cái khâu này là khâu then chốt nhất. Nguồn gốc của cá này là theo đất nhà Trần trước đây thì chúng tôi lớn lên thì đã có là trong sử sách thì trên 700 năm. Cứ nhìn vào cách họ nồi lửa, rán cá làm cỗ sẽ thấy sự độc đáo tạo nên cái lạ, cái đẹp cho mầm cỗ cá dâng vua. Cá không đặt trực tiếp vào chảo để rán như thông thường, mà được đặt trên một chiếc chậu lớn như thế này. Bên dưới, lớp mỡ sôi tí tách, những người thợ làm cỗ cá cứ múc từng muôi, rội đều lên, bắt đầu từ thân cá. Lửa khi rán cá chỉ được để lưu diêu làm cho mỡ không sôi già. Mỡ rội đều lên thân, chứ đầu với vây lại để sau, không sẽ vỡ và nứt. Có rất nhiều chi tiết nhỏ để làm nên mâm cỗ cá được đúc kết hơn 700 năm qua như vậy đấy. Tôi ngồi cạnh ông Khang bên bếp cùng rán cá, hơi sốt ruột khi hơn 2 giờ đồng hồ chờ đợi mà cá chưa chín để bày lên mâm. Còn ông thì cứ cẩn trọng đổ từng muôi mỡ. Ông nói với tôi, làm cỗ cá vốn không vội được, mà xưa nay phẩm vật nào tiến vua cũng cầu kỳ với thành tiếng, thành danh muôn đời. Ông Khang rồi cũng sẽ về già, tục lệ làm cỗ cá cúng liệt tổ liệt tông nhà Trần thì muôn đời vùng đất Long Hưng này vẫn giữ. Ông đã được các cụ truyền lại, thì giờ cũng đến lượt ông vừa làm vừa giữ trọng trách truyền lại cho con cháu trong làng. Từ đời các cụ là đã có cái ý thức bảo tồn về cái bản sắc dân tộc và cũng là của bản sắc của quê hương. Tôi thấy rằng là không có nơi nào là có cỗ cá và làm công phu và thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia để làm, mục đích rằng là mình bảo tồn cái di sản di vật thể như được thế giới đã công nhận. Thường ngày họ vẫn là những thợ cày thợ mộc, nhưng đến lễ họ sẽ là những người thợ nấu cỗ cá lành nghề như ông. Phần chính cỗ cá đã xong, nhưng để đủ một mâm cỗ còn có thêm món giò nem ninh mọc, tượng trưng cho tứ linh là Long Ly Quy Phượng. Cái tài của người làm cỗ là từ món ăn truyền thống, nhưng cách bài trí khiến món ăn đó trở nên có hồn hơn. Sau khi hoàn thành các món ăn, lúc này ông Khang cùng mọi người tiến hành bày cỗ cá. Khi bày cỗ thì cá chấm, cá chép, cá mè đặt trên gắng được đóng bằng phên gỗ. Tầng dưới là giò nem ninh mọc, mỗi thứ 4 bát như tứ linh trầu xung quanh. Mâm cỗ cá này ở mỗi làng được bày sao cho đẹp, không gò bó theo quy chuẩn như chọn cá hay làm cá nữa. Ở đó là tâm huyết mà dân làng gửi gắm cho những người thợ làm cỗ cá lành nghề và có tâm đức. Rạng sáng ngày 14 tháng Giêng, lúc này cỗ cá của 8 thôn làng trong xã Tiến Đức đều đã hoàn thành. Tôi cùng hòa mình theo đám rước cỗ cá của thôn Tam Đường tới đền thờ của các vua Trần. Không phải ai cũng được theo đoàn rước cỗ cá, mà ở mỗi thôn chọn người có uy tín trong làng, chọn 4 nam thanh nữ tú để kiệu cỗ. Và phía sau là các cụ cao niên và đội tế của thôn. Tiếng trống cứ dồn vang trên con đường làng quanh co, ai ai cũng biết cỗ cá của thôn mình đang được rước đến dâng vua. Đến cửa ngõ môn dẫn vào khu lăng mộ đền Trần linh thiêng, lúc này
đám rước của 8 thôn làng trong xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà đã tiến về sân đền với đầy đủ cờ quạt, chiêng trống, gươm đao, lọng tán. Không khí rộn ràng và lòng người càng trở nên náo nức. Đối với lại các thôn làng, mỗi thôn đều tổ chức là làm mâm cỗ cá. Nhưng mỗi một thôn thì có một cái kinh nghiệm làm khác nhau, đều có giống nhau chứ cũng không phổ biến kinh nghiệm cho các làng trao đổi kinh nghiệm. Đây là tự làng phát sinh ra, làng nào làm như thế nào đấy là do cái ý nghĩ của mỗi một cơ sở, một làng làm khác nhau. Thế còn về cái mong muốn của hội thi thì đối với các thôn làng thì đến cái hội thi này thì cũng muốn là tất cả đều cả các thôn làng muốn là mang một cái lễ vật đến để cúng vua. Cỗ cá được rước vào sân đền thờ, lúc này các nghi lễ uy nghiêm cũng sẽ bắt đầu được thực hiện. Đội tế cỗ cá gồm có 6 người và cụ Lê Như Ngân là người cao tuổi nhất, năm nay đã 82 tuổi. Cụ là già làng, sẽ đại diện cho muôn dân, đọc bài tế trước liệt tổ liệt tông nhà Trần. Bài văn tế đấy là chúng tôi sẽ cầu cho dân cư an lành, no ấm, cậu mưa thuận gió hòa và hạnh phúc. Tất cả con cái trong làng luôn luôn và dân làng được phát triển, được kinh tế, không nghèo đói, có nhiều những mặt phát triển. Sau khi tế lễ, dân làng bầu ra một ban để chấm cỗ cá. Đó đều là những người cao tuổi, đã có nhiều năm kinh qua việc nấu cỗ cá. Cá được chấm từ hình dạng sống động như tư thế đang bơi, phần vẩy, vây giữ nguyên không chóc, không nát. Dù đã qua chế biến hay cách trang trí các món ăn trầu xung quanh, mỗi mâm cỗ cá có một vẻ đẹp khác nhau mà từng thôn làng đã gửi tâm huyết của họ khi thực hiện. Và với nhiều du khách thập phương chỉ biết thán phục trầm trồ trước sự tài hoa của người làm cỗ cá độc đáo này. Thì cỗ cá của các làng, thế thì như vậy là cái cỗ cá nó đẹp nhất ấy, là như vậy trông con cá là như vậy là nó cái giữ nguyên được cái hình dạng của cá. Tôi được biết thêm khi thi cỗ cá thì thôn nào cũng mong được giải cao nhất, bởi có tục lệ rằng đội nào được giải nhất thì năm đó cỗ cá được đưa vào cúng ở đền các vua. Và nhân dân sẽ vui mừng tổ chức đón giải, chào đón một năm may mắn, an lành. Đúng là đi một ngày đàng, có tìm hiểu về tục lệ lạ làm cỗ cá hiếm có Việt Nam mới thấy sự sáng tạo của cha ông ta từ ngàn đời. Tục thi cỗ cá hơn 700 năm qua này có lúc thăng lúc trầm do thời thế. Nhưng ngày nay, người dân đất Long Hưng cứ cố gắng khôi phục tục lệ đẹp về văn hóa ẩm thực của người xưa. Với họ, còn gốc văn hóa sẽ là điểm tựa để thúc đẩy sự phát triển chung của một vùng dựng nghiệp nhà Trần.